vòng thi những bài hát yêu thích với sự chia tay của ba thí sinh Phạm Lịch, Lan Phương, Diệp Linh Châu. Cuộc đua ngày càng khốc liệt và kịch tính hơn. Đêm nay, các thí sinh sẽ tiếp tục thể hiện mình và bứt phá như thế nào ở vòng thi nhạc phim cặp đôi Trương Quốc Bảo, Văn Mai Hương với bài hát Giả Từ Dĩ Vãng, nhạc của bộ phim kinh điển cùng tên. Tố Tố sẽ chinh phục khán giả với ca khúc Hẹn Một Mai, nhạc phim 4 năm hai chàng một tình yêu. Tăng Thành Công tiếp tục chinh phục khán giả với bài hát Con Tuổi Đào Cho Em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lê Minh Ngọc làm sống lại cảm xúc của một thời với bài hát kinh điển Bài Ca Đất Phương Nam. Chị Nguyễn Quỳnh Châu cũng sẽ mang đến cho quý khán giả những hồi ức cũ qua ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng, nhạc phim Tuyết Nhiệt Đới. Lâm Vinh Hải mang đến cho khán giả ở vòng thi này là bài hát Lặng Thầm Một Tình Yêu, ca khúc của phim điện ảnh Để Mai Tính cặp đôi Vũ Trần Phạm Anh Khoa với tiết mục Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Bài hát trong phim Tháng Năm Rực Rỡ. Sẽ có điều gì bất ngờ? Mời quý vị và các bạn cùng chờ đón xem nhé!